cũng là đại sứ của chương trình của Ngư Dân Thắp Sáng Đèn Trên Biển của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là một chương trình rất ý nghĩa, ngoài ra Khánh có cơ hội được trải nghiệm văn hóa của nhiều vùng miền khác nhau. Và đặc biệt hơn, ngày hôm nay Khánh đang có mặt tại Ba Tri, Bến Tre, và đây là một vùng biển rất hiền hòa. Và ngày hôm nay không chỉ một mình Khánh đến đây đâu, Khánh còn dẫn một người em nữa, tên là Thu Hà, và rất mong mọi người có thể gặp Thu Hà. Xin chào tất cả mọi người, xin chào chị Khánh. Chị Khánh ơi, em nghe nói là về miền Tây là phải mặc đồ bà ba, cho nên là em đã sắm một bộ đồ bà ba với chiếc khăn rằn này. Vậy là hai chị em mình rất là tâm đầu ý hợp, bởi vì chị cũng tự mặc đồ bà ba luôn. Chị thấy em mặc đồ bà ba có ra chất con gái miền Tây không chị? Đúng rồi, nhìn chất giọng của em có thể đoán là em đến từ ngoài Hà Nội đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi cho nên là chị thấy rằng là cho dù mình ở Hà Nội hay là ở bất kỳ nơi nào mà đồ bà ba vô vẫn nhìn giống, rất là giống một cô gái từ miền Tây. Vậy là chứng tỏ là trang phục áo bà ba với chiếc khăn rằn đặc trưng của người miền Tây đúng không chị? Đúng rồi. Ngày hôm nay khi mà đi tham quan Bến Tre thì chị Khánh sẽ dẫn em đi chơi đâu đây chị? Hiện tại thì chúng ta đang có mặt tại Cồn Ngoài, và nơi đây thì cách thành phố Bến Tre tới 51 km, và ở đây có rất là nhiều thứ đặc sắc để chúng ta có thể tham quan cũng như là cũng có thể thưởng thức. Đó chính là hải sản nè. Và ngoài ra ở đây là một cái bãi nghêu, cho nên là người dân có thể cào nghêu ở đây nữa. Và đặc trưng ở đây đó chính là nước biển không có màu xanh mà nó có một màu phù sa, cho nên là nó cũng là một cái nét rất là đặc trưng. Dạ. Khi mà về đây hòa mình với không gian thiên nhiên ở đây thì em cảm thấy là ở đây rất là khoáng đãng này, rộng lớn, và mình giống như kiểu là đi thật xa để trở về á chị Khánh. Vâng, cảm giác của chị giống như là một người con được trở về nhà, mặc dù là chị được sinh ra tại thành phố Bến Tre, nhưng mà đối với chị luôn biết được rằng quê hương của mình có một vùng biển rất là hiền hòa. Cho nên là ngày hôm nay được dẫn em đến đây, chị cũng cảm thấy rất là tự hào, bởi vì trời ơi, Bến Tre mình đẹp quá. Đến với lại Ba Tri thì mình sẽ có một cái hoạt động mà chúng ta không thể nào bỏ qua, đó chính là trải nghiệm đi xuồng. Thì ở đây sẽ có người dân địa phương và họ sẽ chở chúng ta trên chiếc xuồng. Thì bây giờ mời Hà cùng với Khánh xem mình sẽ lên xuồng để mà có thể ngắm khung cảnh xung quanh. Nhưng mà khi đi xuồng em không biết bơi thì có đi được không hả chị Khánh? Đặc biệt là ở đây người dân ai cũng biết bơi hết, cho nên mình cũng sẽ an toàn. Và mình để an toàn hơn nữa thì mình sẽ có cái áo phao nha. Cho nên rằng là Hà cứ an tâm. Dạ, vậy bây giờ tụi mình đi ha chị. Bây giờ mình đi thôi. Thì em cảm thấy như thế nào? Những cái khung cảnh này đó giờ em chỉ nhìn thấy trên TV á, và em chỉ tưởng tượng thôi. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà được chị Khánh dẫn đi trải nghiệm quê hương Bến Tre của chị thì em cảm thấy nó còn đẹp hơn cả trên TV nữa. Thật sự ra thì mặc dù là ở Bến Tre nhưng mà cũng rất là hiếm để mà mình có thể được về Ba Tri mà có thể trải nghiệm được những cái nơi rất là thiên nhiên như thế này. Cho nên rất mong mà Hà có thể hòa mình cùng với thiên nhiên hơn, cũng như là cảm nhận đất rừng ở đây. Và ngoài ra thì ở quê của Hà thì Hà có được trải nghiệm giống như thế này chưa? Ở ngoài quê em á, thì thật sự là buổi chiều em chỉ hay đi ra bờ đê thả diều cùng với mấy đứa em của mình thôi. Còn cái chuyện mà trèo xuồng trên một cái sông nước yên bình thế này thì thực sự là em chưa được trải nghiệm khi nào. Và em cũng ít có dịp được vào miền Nam á, cho nên là đây là một cái trải nghiệm khá là mới mẻ với em. Em cảm thấy rất là thú vị. Và theo như em quan sát thì ở đây mọi thứ đang còn rất là tự nhiên, rất là hoang sơ, chưa được khai thác nhiều. Đúng cho rồi. Nên là em cảm thấy rất là thanh bình. Đúng. Chưa có bị công nghiệp hóa đâu chị Khánh. Thật sự ra chị cũng rất là thích một cái điều này ở Bến Tre. Đó chính là khoảng mấy năm trước chị cũng có công tác ở dưới này, nhưng mà về đây mọi thứ nó vẫn rất là yên bình như vậy. Cho nên rằng là nó là một cái điểm rất là tuyệt vời, bởi vì là chú trọng về cái việc bảo vệ thiên nhiên cũng như là môi trường á. Hòa nghĩ rằng đây là một địa điểm mà mọi người nên dành thời gian để có thể khám phá khi đến với mảnh đất Bến Tre. Oh, 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 oh,
là giống bộ phim nào không? Bộ phim Đất Rừng Phương Nam, đúng không chị? Đúng rồi, miền Nam thì nó rất là hữu tình, cũng như là người dân ở đây thì rất là thật thà và chất phác. Và rất mong rằng là chương trình Cùng Ngư Dân Thắp Sáng Đèn Trên Biển sẽ có thêm nhiều những cái chuyến đi đến những cái vùng biển để mà chị cũng có thể trải nghiệm được nhiều cái sự đặc sắc văn hóa khác nhau. Ngoài ra thì ở Bến Tre chủ yếu là về thiên nhiên và về các món ăn, cho nên rằng là mình cũng sẽ có dịp để mà mình ăn thêm